Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ tổng kết hội thao giao lưu văn nghệ với sự tham gia của hơn 1.000 cán bộ đoàn viên thanh niên chiến sĩ. Đây cũng là hoạt động chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại lễ tổng kết, ban tổ chức đã trao các giải nhất nhì ba cho các thể loại thi đấu gồm bật xa, xà đơn, chạy 100m, chạy 1.500m, bóng chuyền và bóng đá. Hội thao là một trong những hoạt động nằm trong chương trình của khóa huấn luyện chiến sĩ mới 2024. Bên cạnh phần trao giải, các chiến sĩ còn được giao lưu trình diễn các tiết mục văn nghệ với chủ đề ca ngợi tình yêu quê hương đất nước và lòng tự hào khi là chiến sĩ cảnh sát cơ động, tham gia đốt lửa trại truyền thống. Hoạt động góp phần cổ vũ tinh thần để các chiến sĩ mới tiếp tục ra sức học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khóa huấn luyện đề ra.